máy cứu ngài Khánh Thiện, phát minh sáng chế độc quyền đầu tiên trên thế giới. Bệnh viện nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh công bố kết quả tầm soát biến chủng Covid-19 ở 526 bệnh nhân Covid ghi nhận xuất hiện XBB của Omicron được coi là chủng tồi tệ nhất và đây là lần đầu tiên Việt Nam ghi nhận biến chủng XBB. Cụ thể từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2022, biến chủng phụ BA.5 Omicron chiếm ưu thế còn trong 3 tháng cuối năm, biến chủng BA.2.75 lưu hành chính. Ngoài ra có 3 mẫu biến chủng XBB, đây là mẫu virus của 3 bệnh nhân COVID-19 nhập viện vào tháng 12 năm 2022. Điều này cho thấy chủng XBB mới xâm nhập. Các chuyên gia nhận định có sự dịch chuyển theo thời gian giữa các biến chủng phụ của Omicron trên địa bàn thành phố và phù hợp với xu hướng chung của thế giới. Chủng Delta là chủng virus chiếm ưu thế tại Việt Nam và thế giới của năm 2021. Sau đó chủng Omicron dần lưu hành chính bởi khả năng lây nhiễm nhanh hơn và độc lực nhẹ hơn. Từ cuối năm 2021 đến nay, Omicron liên tục xuất hiện nhiều biến chủng phụ và cả thế hệ thứ hai và thứ ba của chủng phụ. XBB là chủng phụ mới nhất của Omicron. Như vậy, với sự xuất hiện của XBB, nhiều khả năng thời gian tới biến chủng này sẽ chiếm ưu thế lây nhiễm. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá hiện dịch Covid-19 vẫn được kiểm soát tốt, trong đó vai trò của vaccine bảo vệ các bệnh nặng và tử vong. Hiện Bộ Y tế chưa có dữ liệu giải trình tự gen virus để đánh giá biến chủng ncov đang lưu hành trên phạm vi cả nước